Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. CCTV là gì? CCTV là thuật ngữ tiếng Anh viết tắt cho cụm từ Closed Circuit Television. Dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là camera quan sát, camera an ninh, camera giám sát. CCTV được sử dụng nhằm mục đích truyền tín hiệu đến một nơi cụ thể nào đó thông qua một số màn hình có giới hạn. CCTV giữ vai trò là một hệ thống video riêng biệt cá nhân và tư nhân tùy theo ý bạn gọi, và nó phải khép kín. Tóm lại, CCTV là một công nghệ giám sát hình ảnh được thiết kế nhằm theo dõi mỗi trường và các hoạt động trong cùng một lúc. Nó liên quan đến một liên kết truyền tải dữ liệu giữa hệ thống dây, rắc cắm, thiết bị lưu trữ và những camera chuyên dụng. Mục đích cuối cùng là tạo ra hệ thống camera IP hoàn thiện hoặc hệ thống camera analog. CCTV có những chức năng nào? Chức năng quan sát. Hiện nay các loại camera trên thị trường đều có chức năng chính là quan sát và được gắn vào đầu ghi. Tuy nhiên, công nghệ đang thay đổi theo từng giây, từng giờ, dẫn tới hiện nay xuất hiện rất nhiều dòng camera thông minh và hoạt động độc lập như camera IP không dây. Loại camera IP không dây này không cần sử dụng đầu ghi và các phụ kiện hỗ trợ khác mà vẫn đáp ứng được việc ghi hình hiệu quả. Một điều bạn cần nắm rõ rằng khi bạn sử dụng hệ thống camera quan sát thì kết nối mạng Internet với các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bàn, máy tính xách tay là điều bắt buộc. Như thế, bạn có thể theo dõi những thứ mọi lúc, mọi nơi. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Giúp cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn, chức năng ghi hình và lưu trữ hình ảnh xảy ra. Ở tất cả các vị trí được lắp đặt camera đều có khả năng ghi hình và lưu trữ lại tất cả những hành động và hình ảnh diễn ra, tạo vị trí đó tại ổ cứng của đầu ghi hình. Đối với các camera IP có dây, HOGC được lưu trữ trong thẻ nhớ SD. Nếu bạn sử dụng camera IP không có dây, hệ thống CCTV hỗ trợ bạn trong việc kiểm tra lại tất cả những hoạt động và hình ảnh diễn ra khi bạn đang trong quá trình tìm kiếm bằng chứng đối với các hành vi trộm cắp, gian lận. Tuy nhiên, hình ảnh cũng được lưu trữ trong khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào dung lượng của thiết bị lưu trữ. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể chọn loại ổ cứng camera hoặc thẻ nhớ SD chuyên dụng dành riêng cho camera. Chức năng tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng. Các thiết bị lưu trữ dữ liệu có trong CCTV thường cho phép người dùng tìm kiếm hình ảnh theo khung giờ. Vì thế, nếu bạn có nhu cầu tìm lại hình ảnh hay hoạt động diễn ra cách thời điểm hiện tại vài ngày, bạn chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản là đã có thể tìm lại những thông tin mong muốn đó một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Chức năng xem camera thông qua mạng Internet. Với chức năng này thì cho dù bạn ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần các thiết bị kết nối với Internet thì bạn đã có thể theo dõi mọi hoạt động đang diễn ra tại địa điểm bạn cần theo dõi. Điều này giúp vừa tiết kiệm được chi phí mà còn mang lại kết quả cao trong quá trình quản lý. Đối với nhiều gia đình, doanh nghiệp, công ty, tập đoàn, hệ thống CCTV giống như một người bảo vệ đa năng vậy. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.